Rồi, hello, em chào toàn thể anh chị và con cô bác nha. Em Thành Bến Tre đây, thì hôm nay em Thành mình đến với chương trình lên sóng và giới thiệu anh em mình mẫu xe Hyundai i10 model 2018, mẫu đẹp, mang 2.2 bản đủ và là bản cao cấp nhất của dòng i10 anh chị nha. Dòng i10 này tới 4 bản nha, 1.0 đủ, 1.0 thiếu và 1.2 đủ, 1.2 thiếu. Ở đây là 1.2 bản đủ, sẽ được trang bị option bao gồm là ABS, túi khí, cảm biến, nút đề, gương chính chỉnh điện gập gương, và đặc biệt là chiếc xe đăng kiểm còn tới tháng 5 2025, tới 1 năm rưỡi nữa mới hết kiểm anh chị nha. Gương kính chỉnh điện đã vậy, tích hợp xi nhan gương nữa. Hầu như những cái dòng option mà xe đời mới là xe này đều có đủ. Đó, nó chỉ thiếu cái giờ lo nó là lo hường thôi, chứ không phải lo xịn thôi. Về mâm lốp, về sơn xi thì rất là đẹp rồi. Anh em mình quan tâm cái mẫu này hiện để anh em mình chỉ là 256 cành, giá này còn giảm còn bớt và có cho nợ, có bán thiếu cho anh em mình luôn. Anh em cứ qua đây lái thử, chạy thử với em, trải nghiệm thử với em Thịnh. Đừng ngại ngùng ha, qua xem làm sẽ bớt cho anh em mình nha. Đó, ốc cabo sao chưa có giống ở luôn. Sùng chỉ keo chỉ nguyên bản anh chị nha. Chất xe còn rất là liền, xe có cái nó hơi dơ, em chưa vệ sinh hết thôi. Đó, xe này về anh em mình đi thôi, cũng không có làm gì nữa anh em nha. Đó, về cái phần ở phía trong là rin hết luôn đó nè, mâm vỏ mới tinh anh chị ha. Đó, xe đúng gia đình, không taxi, không dịch vụ anh chị nha. Sùng chỉ keo chỉ 100%, xe được trang bị cảm biến gia máy 2.2. Dòng này hiện trong cây anh em mình đi tầm khoảng chừng cỡ 5 lít xăng thôi anh chị nha. Nội thất hai màu đỏ đen. Anh em quan tâm mẫu này thì cứ qua em xem, qua em lái thử, qua em chạy thử, trải nghiệm thử với em Thịnh. Em có cho anh em mình nợ và có cho anh em mình thiếu lại nha. Đó, đúng xe cọp gia đình, không taxi, không dịch vụ, bao dùng với anh chị mình luôn. Xe thì ngay chủ rồi, còn ủy quyền. Anh em quan tâm thì cứ nhắc máy alo em Thịnh 0866 678 971, 0834 33 3371 ha. Gương kính chỉnh điện gập gương, túp lô túp ly khỏi nói rồi. Vô lăng có nút tích hợp và có nút đề nè, có màn hình nè. Đó, xe đẹp lắm. Dòng này anh em mình chạy nó tiết kiệm xăng, nó bền. Anh em chạy mau lấy lại vốn. Anh em nào quan tâm vẫn về chạy dịch vụ, chạy gia đình, chạy ráp, chạy taxi thì mua xe này là một sự lựa chọn hợp lý anh em nha. Đó, nội thất rất là đẹp. Em vô em đề máy, anh em mình nghe tiếng máy nè. Xe chạy mấy chục ngàn à. Ý lộn, xe chạy 125.000 anh em ơi, báo lộn, em tưởng i10 bản thiếu. i10 bản thiếu bán 190 nha, con này chạy 125.000 rồi. Nhiều xe quá không nhớ anh em, sorry anh em nha, anh em đừng buồn nha. Em giật cabo cho anh em mình xem nè. Máy số đại chất, bao dùng bao xài nha. Đó, anh em quan tâm thì cứ đến đây xem lái thử. Máy 1.2 4 máy đây. Chất xe đẹp, 4 máy bao dùng, nguyên viên nguyên bản. Đó, sùng chỉ keo chỉ 100%. Đó. Ốc cabo thì nó có bị lem à, có mở rồi nè anh chị. Không quan trọng anh chị ha. Tại vì xe mình mở ra người ta sơn lại, nếu mà em muốn bùa phép với anh em mình em sơn lại cũng được, nhưng mà em không thích vậy. Ốc cabo mở là nó mở anh chị nha. Quan trọng chiếc xe mình nó rin, nước sơn rin còn nhiều, ốc cabo mở hay không quan trọng. Do tác động về bên ngoài, vấn đề là giống như chạy bị chày, bị đá văng hay là bị gì đó, chốc sơn phải mở ra sơn hay là bình thường. Đấy, xe là cam kết với anh em mình luôn, máy số gầm ngon, chạy đẹp, chạy sướng, bảo hành máy móc cho anh em mình chạy nửa năm luôn. Nhất mới luôn, bao dùng bao xài đó. Giá có 256 cầm, giá này còn giảm còn bớt cho anh em mình nợ, cho anh em mình thiếu luôn, có đổi xe với anh em mình luôn. Anh em cứ qua lựa, qua lấy thử với em Thịnh, đừng có ngại ngùng nha. Rồi anh em nào quan tâm mẫu này nhắc máy alo em, lên full đồ chơi rồi, màn hình trang gia hành trình có đủ. Anh em nào thấy được thì ủng hộ cho em Thịnh rất là cảm ơn. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để cập nhật nhiều video hơn nha. Em cảm ơn ạ.